Hello, chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Tiếp tục với video ngày hôm nay, mình sẽ phân tích cho anh em một cái điểm của cái phim có thể gắn một cái gì trong cái chu thời sự anh em. Và trong cái sự phim thì chúng ta sẽ có là cái sáu câu của ông dụ nấu, ví dụ như là trong cái ví dụ ở đây thì mình sẽ lấy kết quả một con số là ví dụ anh em có khi mà gặp phải những con số đấy khi mà em chơi ấy, thì thực tế nó là một điểm phiên đấy ấy. Thì em có dựa vào cái điểm phiên chính xác đấy thì em thì tính thôi. Và điểm số của 13 này của đi xuống là 12 và đi lên đó chính là 14 ngon. Thì em dựa vào những con số này anh em nhìn đây là anh em sẽ hiểu việc là nó sẽ sống cũng là đúng không? Từ đây thì chúng ta xuống là một sự nguồn đấy, thì đây là một sáu cầu thì em sẽ dựa vào đây thì em sẽ lấy ví dụ đầu của tức là vậy mười ra cộng sự mười và chúng ta sẽ có là 23 đúng không, thì suy ra ở đâu và chúng ta sẽ bắt gặp tài như vậy đấy. Thì mười có thể là lên bắt tài mười hai loại này đấy. Thì đơn giản thôi và tiếp tục nó đầu cầu với nhau mười ba chúng ta sẽ có là 12 có là 25 suy ra ở đây sẽ có một tài tiếp luôn nha. Đấy, ví dụ đây có thể là 12 tép này. Đấy, vì sao mình lại biết được đâu là tài đâu chỉ nó chỉ cần là quan sát vào cái điểm cuối này tức là cái điểm lẻ này đó tức cái điểm lẻ này là cái điểm cuối đó em có thể dựa lại và em sẽ tính ra được là cái xu hướng gọi là bất thập bất nghịch như thế nào đúng không? Thì cái điểm ba này nó là lẻ thì bất thành nghịch, điểm năm là chặn thì chúng ta lẻ chúng ta bắt thật tài tiếp nên lẻ cũng có tài mà chặn thì chúng ta sẽ có xỉ và tiếp tục như là có 12 đây thì kết quả đầu này có để đi vào lên 12 đây đúng không, 13 này sẽ đẩy hết rồi 12 sẽ có 12 chúng ta có 24 thì đây thì chúng ta sẽ có là con xỉ như này thì đấy vì tôi muốn là điểm cuối thì chúng ta hãy so cái điểm cuối so với điểm đầu bỏ qua đi là gì đấy nhá thì tối này gọi phát triển cho mình tiếp tục nó sẽ có 12 12 đây chúng ta về chứng chỉ 9 anh em nhé còn 2 là chỉ 9 này tập cho 9 ở đây sẽ có là 21 rồi chúng ta ở đây sẽ có một điểm tài được tài đây thì chúng ta sẽ có là lên này ở 15 chẳng hạn đúng không? Có thì đây nó chạy cầu bộ một nghĩa là như thế khi mà em tính toán thì nó theo xu hướng nào thì nó bóc tiếp bắt theo xu hướng đấy. Đấy thế là đây là bốn biết bốn tay mình đã tìm ra được nó sẽ chạy thoại anh em nhé và bây giờ tiếp tục mới tìm tay chạy nghịch cho anh em này đây là thuận này nghịch thì ví dụ như là chúng ta có 13 cộng cho 10 ở bên này thì chúng ta sẽ có là 23 đúng không? Vì nó vừa mình bắt vào tà với một không chạy không chạy nghịch phía đây chúng ta sẽ có ở xỉu nhầm nha trụ 13 ở đây tiếp này cộng 12 ở đây 25 vì thông thường như đây là chạy là tài đúng không, nhưng mà đây thì chúng ta sẽ có chạy nghịch chỉ có là xỉu trước tiếp tục như là 12 ở bên này cộng 12 ở đây là có 24 thì anh em phải bắt nghịch của chúng là bên tài đấy là nghịch còn đây là thoát anh em và tí vào sau cái tay này nếu mình chia sẻ với anh em là cái nước nhìn nhận ra được có sao mà có theo xu hướng nào mà để nước được làm chạy nghịch chạy thoát nghịch nào nên lên trong lớn mốt thì chúng ta phải có nó bắt nghịch xỉ này ok thì trong cái cái số và xỉu đấy có hai cuốn chạy chạy thuật chạy nghịch tức là sao nó được chặn thì có thể được xỉu lẻ người ta đúng không, chạy thuật và chạy nghịch thì chặn tăng lẻ xỉu thì đây tôi là cái bước thuận này đây là cái bước ngục này và làm sao để nhận dạng được ra là ông đấy nó chạy theo xu hướng nào đúng không thì rất đơn giản thôi anh em chỉ cần tính khoảng từ 2 đến 3 tay đầu thôi thì xem là xu hướng chạy thuận chạy nghịch đúng không chỉ cần là ba tay thì chỉ cần là hai tay nó theo xu hướng là
về nghịch à, vì nó bắt theo nghịch từ tất cả phim còn lại. Còn nếu mà hai đôi đầu và chạy một thuận thì cho nó bắt theo thuận còn lại, được chưa? Đấy, nhưng mà vì thế đấy là những các góc bước để anh em có thể làm tự tin đấy, để anh em có thể là tham khảo những cái bước đầu tính lại cái bước sau, để theo xu hướng đó anh em sẽ cá kiếm gọi là hút lớn ở những cái phiên sau cực kỳ là lớn luôn em nha. Ok, thì trong tất cả những cái game hiện tại, nếu như mà anh em có thể tự tin áp dụng cái công thức này vào chơi vào gọi là mức vốn, gọi là anh em mong muốn ứng dụng là mức vốn anh em 10M đúng không, thì anh em có thể lên gọi là 20M rất đơn giản, hay là 10M là chúng ta sẽ lên là 40M rất là đơn giản đúng không. Nên là vì thế dù cầu có như thế nào trong nữa thì em chỉ cần là bắt đúng theo xu hướng của cầu hoặc thuận tức là nghịch là anh em sẽ có một cái kết quả cực kỳ đẹp. Còn nếu như mà anh em ví dụ bắt theo cái xu hướng ví dụ như là một tiếng à một cái phiên này có về thuận đúng không, thì bắt theo thuận của một phiên này bắt theo nghịch thì mình sẽ nghịch một 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 cái phiên để chơi luôn là được, nhưng mà có tỷ lệ thuận nó chạy là sẽ nhiều hơn 70%, nó sẽ chạy từ thuận này. Đấy, còn 30% còn lại thì nó mới chạy đến nghịch thôi, và vì thế em không cần lo lắng là nghịch sẽ nhiều hơn thuận đâu, bởi vì thì nó quan trọng là chẵn là xỉu và lẻ là tài nó sẽ nhiều hơn, và chả quan trọng chứ em chỉ cần tính ba thay đầu thôi, bỏ thời gian ra chứ đi vốn vào vụ thì biết được cái xu hướng của nó chạy là mình sẽ vào vốn thì nó chẳng mất gì đúng không. Nhưng mà vì thế em thì tham khảo công thức này để mang về cái số đã như mình mong muốn là được nhá, có thể là một nhân với ức năm và được hoặc là một nhân gấp đôi là càng dễ rồi nha. Ok, thì video này kết thúc đây và chúc anh em may mắn khi mà tham gia mình sẽ chỉ áp dụng công thức bọn mình chia sẻ ở đây và phim rồi bọn em sẽ cực kỳ là hiệu quả nhé. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi, chào và anh em nhé.